Chỉnh sửa phiên bản mới anh em ơi, để chuẩn bị cho BFS mùa mới, đội ngũ chỉnh sửa đang liên tục tăng tốc công việc từ chỉnh sửa tướng tới địa hình của bản đồ mới, giúp anh em chơi game dễ dàng và còn rất nhiều điều mới lạ đang chờ đón chúng ta tìm hiểu. Vậy còn chờ gì? Nhớ chia sẻ trọn bè tránh họ tới cổ nhá. Chỉnh sửa Zuka, nhận thấy nhiều anh em chơi Zuka đôi khi vẫn cọ mặt vào tường khi dùng kỹ năng, nên đội ngũ chỉnh sửa đã tối ưu hóa khả năng vượt địa hình của chiêu 1 và chiêu 2, giúp vượt địa hình mượt mà hơn. Thật ra với địa hình mới ở phiên bản mới đấy ạ, thì dù Zuka không tối ưu hóa ở chiêu 1 và chiêu 2 thì chàng game tin chắc rằng vẫn có thể qua tốt, vì địa hình ở máy chủ nghiệm đã được cắt xén đi khá khá và làm các bờ tường ở trên bản đồ nó mỏng hơn. Điều này khiến cho Zuka hay là 12 tướng từng được tối ưu vượt địa hình trước đó đấy ạ trở nên khá vô nghĩa. Tức là đội ngũ chỉnh sửa nhá, thay vì chỉnh từng tướng thì họ chỉnh luôn địa hình, giúp đa số bị tướng có kỹ năng cơ động đấy ạ đều có thể dễ dàng vượt địa hình. Chỉnh sửa địa hình, hãy cùng chàng game xem địa hình thay đổi ra sao nhé. Đầu tiên, khu rừng của bên bùa xanh, điều chỉnh kích thước bức tường gần rìa khu vực bùa xanh đối diện trụ 2. Mời anh em xem ảnh. Thứ hai, điều chỉnh kích thước tường gần trụ thứ nhất và trụ thứ hai ở khu vực rừng bùa xanh. Thứ ba, điều chỉnh địa hình tường mỏm đá ngăn giữa trụ 1 và sông. Thứ tư, điều chỉnh kích thước ở cái hang quái ếch con và khu vực bùa xanh. Thứ năm, điều chỉnh kích thước phần tường khu vực bùa xanh gần trụ 2 đường giữa. Tiếp theo, chỉnh sửa khu vực rừng bùa đỏ, điều chỉnh kích thước bức tường gần rìa khu vực bùa đỏ đối diện trụ 2. Thứ hai, điều chỉnh kích thước phần tường giữa trụ thứ nhất và thứ hai khu vực bùa đỏ. Thứ ba, điều chỉnh kích thước phần tường hang quái khỉ ở khu vực bùa đỏ đối diện trụ 1. Có thể thấy rằng ở lần chỉnh sửa địa hình này, công thức đơn giản thôi anh em, làm cho bờ tường nó mỏng lại, giúp nhiều vị tướng để di chuyển qua lại dễ dàng hơn. Anh em đánh giá sao? Ok đấy chứ. Chỉnh sửa Liliana, chuyện Lily bị giảm sức mạnh chỉ là việc sớm muộn, nên anh em đừng bất ngờ và hoang mang vậy chứ. Bởi từ ngày tin giảm sức mạnh Liliana đấy ạ, chàng game thấy fan của anh em Lily ở trên cộng đồng hơi gắt gỏng đó nha. Anh em phải nhìn gương phần lo đi, giảm suốt vẫn làm chùm cơ mà. Và đợt chỉnh sửa này, sát thương chiêu 1 của Lily đã bị chỉnh sửa. Có thể thấy cái lượng sát thương mất đi nha, tuy không phải là quá nhiều, nhưng sẽ phần nào đó ảnh hưởng tới đoạn đầu game. Dọn lính chậm hơn một chút, cấu thì bớt đau hơn một tẹo, nhưng khi có nhiều đồ, lại có nội tại và cào được đấy ạ, thì nó vẫn cứ gọi là đau. Nên nhớ, sát thương bị giảm chỉ là ở chiêu 1 dạng người thôi, chứ không hề đả động đến chiêu 1 dạng cáo, cũng như là sát thương khi có nội tại cào phần trăm máu, nên các bạn khỏi lo đi. Vậy nên, khi cái địch của Lily, vẫn nên hạn chế đứng gần nhau nhá, tránh làm nền cho highlight của cô nàng. Tất nhiên giảm như vậy đấy ạ, ảnh hưởng là có nhá. Nhưng theo TNG, nếu mà áp dụng như vậy lên bản chính đấy ạ, thì có khi cú giảm này sẽ khiến Lidiana lên mặt nạ Berit như ở giải Thái đấy ạ. Sẽ có nhiều tuyển thủ sử dụng hơn ở giải Việt và Đài, vì ở đấu giải nhá, không hề dễ dàng hóa cáo ở lao và cào đâu. Thành ra mặt nạ Berit đấy ạ, sẽ phần nào ok hơn. Anh em fan của Lily liệu còn buồn cú giảm sức mạnh này không? Chứ với chàng game nha, nếu mà bị giảm như vậy ấy, cẩn thận, có khi em bị giảm nữa cơ. Chỉnh sửa mình, mặc dù đầu mùa S1 2024 mình có được tăng sức mạnh, nhưng vẫn chưa cho anh em thấy sự uy tín ở rank. Dù được dùng ở đấu trường vọng tới 5 lần nhưng tỷ thắng chỉ có 20%. Tuy nhiên, lần điều chỉnh này mình lại bị giảm sức mạnh chứ không phải là búp. Nghe có vẻ hơi mâu thuẫn ta. Cụ thể điều chỉnh như sau, ở hiện tại nhá, chưa sửa đó. Chỉ cần nâng chiêu 2 sẽ tăng công lý nè, công phép, song giáp. Thành nâng chiêu 1 tăng công lý, công phép và tốc đánh. Nâng chiêu 2 sẽ là tăng song giáp. Giải thích dễ hiểu nhá. Thì mình có hai sợi dây đúng không? Vàng tăng song giáp, tím tăng công lý, công phép. Thì hiện tại trước khi sửa ở máy chủ chính thức, anh em chỉ cần nâng mắc chiêu 2 đấy ạ, sẽ được tăng mắc chỉ số của hai sợi dây. Và khi chơi chỉ cần linh hoạt chuyển màu của hai sợi xích, thế là xong rồi. Nhưng tại máy chủ nghiệm đấy ạ, nếu chỉ tăng mắc chiêu 2 thì sẽ nhận được là mắc song giáp và ngược lại. Thành ra ở thời điểm các bạn nâng chiêu nhá, chúng ta phải cân nhắc xem là đồng đội cần gì. Ví dụ chúng ta đi cùng con xạ thủ như bọn Vio, Elsu đấy ạ, thì tất nhiên là phải mắc chiêu 1 để có thể ưu tiên công lý, tốc đánh. Ngược lại, nếu bạn đi với các vị tướng kiểu là Manga này ạ, Tara và một vài vị tướng khác đấy ạ, thì chúng ta phải ưu tiên nâng mắc chiêu 2 để có thể lấy giáp kiểu vậy đó anh em. Cá nhân trải game đấy ạ, thì vốn không quá hứng chơi mình, thì sau cú chỉnh sửa này đấy ạ, chắc cất tủ thiếp quá. Còn anh em fan mình thì sao? Anh em đánh giá sao về cú chỉnh sửa này? Chỉnh sửa Kane, bá quá phải làm gì hả anh em? Giảm sức mạnh thôi. Ai bảo là sau bao nhiêu lần sửa, Kane vẫn quá hot ở cả giải vật anh. Cùng chạm game xem là lần này Kane bị chỉnh sửa ra sao nhé. Đầu tiên là ở chiêu 1, sát thương bị giảm đi ở cả sân gốc ở mọi giai đoạn luôn. Từ 150% xuống còn là 135% công lý cộng thêm. Cái này khá nặng nhá, bởi vì tận 15% công lý cộng thêm cơ mà. Lưu ý, chiêu 1 của Kane đấy ạ, không chỉ gây sát thương cho kẻ địch xung quanh trong phạm vi đâu, mà còn là gây x2 sát thương cho kẻ địch ít máu nhất. Nên để coi điểm cú giảm khép nhá. Tiếp đến là chiêu 2, sát thương gây ra dựa trên phần trăm máu đấm mất của kẻ địch bị giảm đi ở những cấp độ sau, từ 10% đến 20%, xuống còn là 10% đến 15%.
chắc chắn cú chỉnh sửa này đấy ạ sẽ lấy điều kiện rất là nhiều sát thương và ở rank có thể sẽ được thả nhiều hơn, và anh em hãy tận dụng cơ hội đó để leo rank. Nhưng ở dài thì chưa chắc nhá, vì khả năng lấy tầm nhìn gây áp lực ở thời điểm đầu đấy ạ vẫn quá tuyệt vời luôn. Dù vậy chúng ta cứ phải chờ. Anh em nên nhớ Mark đang được sử dụng để kèm 1-1 với Kane ở dài khá hiệu quả. Còn anh em thì sao, fan của Kane có cảm thấy lo lắng không? Tướng mới Charlot, quyết định đã được đưa ra và Charlot đã đạt đích Vân Anh để chiếm trọn slot tới bình nguyên vô tận. Hãy cùng Trạm Game nhìn lại các điểm nổi bật của vị tướng này nhé, xem liệu là có thể xưng bá ở đường top hay không. Nội tại, khi tung chiêu bất kỳ trúng mục tiêu, các kỹ năng còn lại sẽ được cường hóa và nhận một dấu ấn. Khi đủ 3 dấu ấn đấy ạ, đòn đánh thường sẽ được cường hóa thành tấn công 7 lần lên mục tiêu, 6 đòn đầu gia tăng sát thương vật lý kèm làm chậm đối thủ, và đòn cuối sẽ gây thêm sát thương bằng phần trăm máu mục tiêu. Và khi anh em tung đòn cường hóa đấy ạ sẽ nhận miếng thương. Mỗi chiêu cường hóa trúng địch sẽ làm giảm tốc đánh cộng dồn 2 lần nhá, đánh thường tiêu hao lớp cộng dồn. Chiêu 1, tung chiêu theo hướng chỉ định gây sát thương và tăng tốc chạy. Chiêu 2, trả lá lốt lao về phía chỉ định gây sát thương hồi máu, dạng cường hóa nhá, giúp vị tướng này có thể lao tới nhanh hơn và giúp giảm hồi chiêu chiêu 1. Chiêu cuối, trả lốt tạo ra 7 nhát chém gây sát thương, giảm tốc chạy của kẻ địch, và trong dạng cường hóa cũng 7 nhát chém nhưng nhanh hơn. Khi chém đủ 7 nhát sẽ tung gây thêm sát thương. Trong khi ra chiêu nha, Charlot được miếng khống và miếng thương. Hãy ngắn gọn hơn cho anh em dễ hiểu nè. Với bất kỳ kỹ năng nào trúng mục tiêu cũng sẽ cường hóa hai chiêu còn lại, giúp ra chiêu nhanh hơn, gây nhiều sát thương hơn, kèm giảm tốc đánh. Và nên nhớ khi anh em đánh nội tại đấy ạ sẽ được miếng thương. Dùng chiêu cuối nhận miếng thương, miếng khống, gắt phết anh em nhỏ. Nhìn sơ qua bộ kỹ năng ở máy chủ nghiệm đấy ạ, thì cái nhìn đầu tiên của Trạm Game đó chính là hồi chiêu rất là nhanh, lại còn không cần phải sử dụng năng lượng, khả năng trụ đường ổn bởi vì các bạn có khả năng hồi phục từ chiêu 2 nữa cơ mà. Khống chế là đủ dùng khi có làm chậm và khả năng khống chế tuyệt vời khi anh em cường hóa. Độ cơ động ở dạng bình thường đủ dùng, khả năng cấu thì là có nhá. Về mặt lối chơi nè, hãy cố gắng áp sát kẻ địch và dùng kỹ năng dạng cường hóa để giữ chân và chém. Có lợi thế hãy tận dụng chiêu 2 nhá, còn không cứ cấu thì bằng chiêu 1 thôi, thoải mái cực kỳ. Tuy nhiên đây mới chỉ những cái nhìn đầu tiên tại máy chủ nghiệm thôi, nên chúng ta cứ chờ đợi xem. Bật mí cho anh em, Charlot ở giải KPL, đó là giải vương giải vinh diệu đang chơi đấy anh em, khá là hot đó, 66 lượt chọn và 17 lượt cấm. Và đang tiếp tục tăng dần, dù meta của hai bên không quá giống nhau. Anh em đánh giá vị tướng ấy như nào, có thể xoán ngôi của Floyd hay không? Hãy chia sẻ dưới video nhé. Chỉnh sửa Phoenix, mặc dù mới tuốt lại bộ kỹ năng ở bản chính thức, nhưng tỉa thắng và màn thiện của Phoenix có thể nói là tệ. Vì vậy đội ngũ chỉnh sửa đã phải liên tục tung thông tin, tăng sức mạnh ở máy chủ nghiệm để anh em còn mua thêm nhiều skin AS mới nhé. Dành cho anh em nào quan tâm đấy ạ, thì hôm 13 tháng 3 có một vài điều chỉnh tăng tầm đánh, tầm chiêu và tốc đánh ở máy chủ nghiệm, nhưng đã bị hủy bỏ rồi, nên chúng ta sẽ bỏ qua nó. Thay vào đó, chúng ta đến với những thay đổi ngày 18 tháng 3 của Phoenix. Đầu tiên ở thuộc tính cơ bản, tốc độ ra đòn được tăng lên từ 1 giây xuống chỉ còn 0,8 giây. Chắc anh em đang hoang mang đúng không? Dễ hiểu nhá. Phoenix sẽ đánh nhanh hơn vì thời gian giãn cách giữa hai đòn đánh thường đấy ạ, nó được giảm đi. Ví dụ đi, trước thay đổi đấy ạ, 4 giây chúng ta đánh được 4 đòn, thì sau sửa nhá, 4 giây đánh được 5 đòn. Ok chưa? Đổi lại, thời gian hồi chưa 1 bị tăng lên 1 giây. Rõ ràng ở lần hiệu chỉnh này nhá, tốc đánh mặc định được gia tăng phần nào, nhưng khả năng dồn sát thương ở chiêu 1 lại bị giảm đi một chút chút vì hồi chiêu bị tăng mà. Nếu anh em cho rằng chỉ giảm 0,2 giây thì tốc độ đánh là không đáng kể thì không hẳn đâu. Vì nếu bạn còn nhớ đấy ạ, Omen từng có một thời nhá, tốc đánh nó kiểu là nhanh quá và làm chùm đường xe ra luôn với cái lối đồ nhiều đam. Nên Phoenix lần này chúng ta có thể hy vọng phần nào, và nếu kết hợp chiêu 1, Phoenix sẽ có tốc độ bắn khá là gắt đó. Dù vậy, đây mới chỉ là máy chủ nghiệm thôi anh em, chúng ta phải chờ thôi. Còn anh em, nếu Phoenix chỉnh sửa như vậy, các bạn đánh giá như nào? Hãy chia sẻ ngay dưới video nhé. Chỉnh sửa Modern, Modern lại tiếp tục được hiệu chỉnh ở máy chủ nghiệm các bạn ơi. Dành cho anh em nào chưa biết hoặc là không để ý Modern sửa gì, thì Trạm Game xin được tóm tắt nhanh và phối hợp ảnh để anh em thể dễ hiểu hơn. Nội tại, tăng thời gian duy trì, giảm song giáp về đoạn sau. Chiêu 1, tăng sát thương, tăng tầm đánh, giảm năng lượng cần và giảm hồi chiêu. Chiêu 2, giảm hồi chiêu, giảm năng lượng cần sử dụng. Chiêu 3, đổi cơ chế làm chậm, tăng sát thương, giảm năng lượng cần sử dụng. Và lần chỉnh sửa này có một sự tăng nhẹ nhẹ dựa trên các hiệu chỉnh trước đây. Đầu tiên là chiêu 1, lượng hút máu khi kích hoạt được gia tăng khi anh em lên cấp chiêu, từ cố định 15% lên 15% cộng 3% trên cấp kỹ năng. Điều này khiến cho Moren nhá, khi anh em nâng max chiêu 1 đấy ạ, sẽ có khả năng hồi phục cực kỳ đáng sợ, 30% hút máu cơ mà. Kết hợp thêm cái lượng giáp từ nội tại cũng như là tầm đánh được tăng thêm đấy ạ, Moren sẽ cực kỳ khỏe nếu được bắn và không hề dễ dàng bị nằm lại đâu. Thêm vào đó nha, cơ chế giảm hồi chiêu 1 được thay đổi. Từ mỗi đòn đánh thường trúng địch đấy ạ, giúp chiêu 1 giảm 0,5 giây thành 10%. Nhưng thời gian hồi chiêu được hoàn trả như ở bản chính là 8 giây. Còn nếu bảo là giảm 0,5 giây so với 10% hồi chiêu đấy ạ, cái nào ngon hơn? Thì nếu Moren không có hồi chiêu đấy ạ thì như nhau. Nhưng nếu Moren có hồi chiêu thì sẽ giúp cho anh em hồi chiêu tốt hơn.
chỉ là cái lỗi đồ của Moren đấy ạ. Làm gì có nhiều hồi chiêu đâu đúng không? Trừ khi anh em bút con bùa xanh đấy ạ, nên cái đổi cơ chế hồi chiêu này đấy ạ, coi như không đáng kể. Chiêu 3, xóa, tăng sát thương đòi anh thường lên kẻ địch khi đứng trong trường điện tử. Điều này sẽ khiến cho sát thương của Moren giảm đi khá khá đó, vì anh em biết đấy, mắc đấy ạ, thêm 20% cơ mà. Thành ra khả năng bắt lẻ và gây đam lên kẻ địch sẽ bị kém đi. Tuy nhiên, chiêu cuối của Moren chỉ tồn tại trong 3 giây thôi. Dù vậy, cái lượng sát thương bị giảm gây ra không hề nhỏ đâu. Và như chia sẻ với anh em rất là nhiều lần đấy, thì Moren vẫn đang trong quá trình là test ở máy chủ nghiệm thôi, nên chúng ta cứ từ từ xem để biết thôi. Bao giờ chốt sổ lên chính thức ở bản chính đấy ạ, thì TNG sẽ gửi tới cho anh em sau. Còn anh em fan Moren có đang mở cờ trong bụng không? Và theo anh em dự đoán, nếu chỉnh sửa như vậy, Moren có thể trở lại thời kỳ đỉnh cao hay không? Chỉnh sửa Celica, yếu quá thì phải làm gì hả anh em? Đương nhiên là phải tăng sức mạnh rồi. Có một thời gian Celica siêu hot luôn anh em. Anh em có nhớ không ạ? Đó là cái thời kỳ mà thằng Zone nó hot đấy. Và ở lần hiệu chỉnh này, chiêu cuối có thể dịch chuyển đi một đoạn. Hay đúng hơn là chúng ta thể nhảy đến cái vị trí chỉ định, sau đó mới dựng pháo và bắn. Điều này giúp khả năng ao nhây hoặc là truy đuổi là tốt hơn rất nhiều. Đặc biệt khi anh em sử dụng combo chính là chiêu 1 tăng tốc, sử dụng chiêu 3 dịch chuyển, sau đó tận dụng chiêu 1 để tăng tốc, cũng có thể nói là khá cơ động đó chứ. Và với cái địa hình mới đấy ạ, Celica thể dễ dàng nhảy qua đa số bờ tường mà lại không gặp quá nhiều cản trở. Cú hiệu chỉnh này dựa trên bản gốc của cô nàng là Hoàng Trung bên Vương Giải Vĩnh Diệu các bạn nhá. Tuy nhiên chắc nhiều anh em cũng giống Trảm Game, đó chính là mong muốn cái tầm của chiêu cuối đấy ạ, khi anh em dựng pháo có thể căn bắn tầm nó ok hơn. Chứ nhiều khi nhá, anh em lâu không chơi đấy ạ, dựng pháo lại không đủ tầm, nó lại cay luôn. Tuy nhiên tăng là vui rồi anh em, với lại đây mới chỉ là máy chủ nghiệm thôi, nên chúng ta cứ chờ đi, biết đâu lại tăng thêm đúng không nào. Chỉnh sửa điều thuyền, như anh em đã biết đó, điều thuyền tại máy chủ nghiệm đã được làm lại toàn bộ kỹ năng và Trảm Game từng gửi tới cho anh em, từ đó mở ra một tương lai khá tươi sáng giúp anh em thêm nhiều sự lựa chọn hơn. Nhiều anh em cho rằng điều thuyền mới nha thiên hướng về hiệu ứng khống chế và bất lợi lên đối thủ, như là giảm tốc đánh, tốc chạy, từ đó nhiều anh em bảo rằng giống để đi trợ thủ hơn. Kết hợp việc đồ trợ thủ thay đổi hàng loạt theo thiên hướng là có nhiều máu, thành ra điêu thuyền khá là trâu về đoạn sau, nên đội ngũ chỉnh sửa phải cân bằng một chút. Hay cụ thể là giảm lượng máu cơ bản xuống anh em, từ cấp độ 1 nha, 3300 xuống 3200. Và lượng máu tăng trưởng theo cấp tướng, 260 xuống 230. Hay ngắn gọn là điêu thuyền đấy ạ, sẽ mỏng máu hơn. Thực ra cái hiệu chỉnh này chúng ta không cần phải quá quan tâm đâu anh em ạ, vì anh em chỉ cần lưu ý là giữ vị trí, tránh bị sờ vào là ok ngay. Đương nhiên, dù là điêu thuyền mới nhá, đi trợ thủ hay là đi mid ạ, chúng ta phải chờ. Nhưng Trảm Game vẫn thích là cầm đi mid cơ, tỏa sáng nhà bên Vương Giả Vinh Diệu luôn. Chỉnh sửa thì vẫn còn, nên các bạn cứ thong thả đợi ra bản chính thức đi, khi đó Trảm Game sẽ chốt cho anh em. Chứ riêng điêu thuyền nhá, đội ngũ chỉnh sửa cho anh em ta leo cây quá nhiều rồi.